Thì Phong Lê chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Phong Lê sẽ dắt cả nhà đi. Phong Lê đang chạy trên đường nè. Phong Lê sẽ dắt cả nhà đi tham quan một ngôi chùa. Và ngôi chùa này nằm ở Nhà Bè nha cả nhà. Thì Phong Lê đã tới rồi nha cả nhà. Tên chùa là chùa Long Thành. Thì chùa Long Thành này địa điểm ở đâu? Thì mời cả nhà cùng xem cùng với Phong Lê nha. Thì Phong Lê sẽ zoom lại cho cả nhà xem địa điểm nó nằm ở đâu nha cả nhà. Chùa nằm ở ấp 1 đường Nguyễn Nhân Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Đây là chùa Long Thới. Thì Phong Lê sẽ quay lại những hình tượng cảnh vật bên trong ngôi chùa này cho cả nhà xem. Thì trước mắt chúng ta thấy là hình của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nha cả nhà. Hình mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đứng rất là trang nghiêm, đứng trên người của một con rồng nha cả nhà. Đó, cả nhà cũng thấy đó. Mẹ đang đứng trên người của một con rồng thì được trang trí rất là đẹp nha cả nhà, được trang trí rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Thì phong cảnh bên chùa này rất là đẹp nha cả nhà, có những tượng Phật rất là đẹp đó. Bên đây là ngài Di Lặc, ngài Di Lặc phá tướng cười rất là đẹp nha cả nhà. Đó, nhìn ngài rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn nè. Đó, đây là cái khung cảnh ở bên ở ngoài ngôi chùa nha cả nhà. Ở trước cửa thì có sư tử đá nha cả nhà, một cặp sư tử đá rất là trang nghiêm nha cả nhà. Đó, trước cửa thì có một Phật, tượng Phật Di Lặc bằng ngọc nha cả nhà, bằng đá ngọc rất là đẹp. Đó là đây là cảnh cổng đằng trong ngôi chùa nha cả nhà, được chế tác và rất là đẹp nha cả nhà. Đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, đó ngồi dưới gốc cây Bồ đề nha cả nhà. Cái cây sau lưng tượng Phật là cây Bồ đề đó, ngài ngồi rất là trang nghiêm nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy tán cây Bồ đề không? Đó là ngài đang ngồi dưới tán cây Bồ đề đó cả nhà. Thì Phong Lê chuẩn bị quay qua mé bên đây. Đó, cả nhà thấy đây là một chú sư tử đá nữa nha cả nhà. Thì mà Phong Lê chuẩn bị vào khu vực chánh điện để quay sơ lược cho cả nhà xem. Tại vì nơi đây là như cũng trang nghiêm đó cả nhà. Mình cũng hạn chế quay lại, mình chỉ quay đại khái thôi. Ở trong chùa có những gì. Đó, đây là khu vực ở ngoài nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy tượng Phật Di Lặc có đẹp không ạ? À? Đó, rất là ngài rất là hoan hỷ nha cả nhà. Ngài ngồi rất là tướng rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Hy vọng cả nhà xem video này thấy được ngài thì chúng ta cũng hoan hỷ. Đó, cây đây là cái bông cây sa la nha cả nhà. Cây sa la nở bông rất là đẹp nha cả nhà. Cái mùi rất là thơm, bông sa la nở bông rất là đẹp, mùi rất là thơm. Đó là phía xa xa kia là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nha cả nhà. Đó, đứng lên cái đứng cái bế đứng cái bên ngài Đế Thính nha cả nhà, Đế Thích. Cái bông sa la rất là đẹp đó, cả nhà thấy không, bông sa la rất là đẹp. Thì khi mà đi lại chút xíu nữa thì Phong Lê thấy một cái trống rất là to nha cả nhà. Đó, được chạm khắc rất là tinh xảo nha cả nhà. Ở trên đây là hình hai con rồng đang tranh cái viên ngọc chính giữa nha cả nhà. Nó trống được điêu khắc rất là tinh xảo. Ở đây là chuẩn bị Phong Lê thấy ở trên nóc của chùa rất là đẹp nha cả nhà, có hình những chú rồng lân đó hết sức là đẹp nha cả nhà, được chế tác rất là tinh xảo của những người nghệ nhân nha cả nhà. Đó, trên nóc nhà rất là đẹp nha cả nhà, đó tới từng chi tiết nhỏ luôn nha cả nhà. Đó, bên đây nếu mà đứng từ xa có Leica bay rất là đẹp nha cả nhà. Đó, có những chú rồng màu vàng. Đó, chính điện thì có màu xanh nha cả nhà, rất là đẹp. Đó, thì bên đây bên hông bên đây đó là có một chỗ để nhang, để nhang đèn thì chúng ta có vào đây thắp hương thì thắp như cái nào. Đó, đây là khu vực chính đó để chúng ta chuẩn bị bước vào bên trong ngôi chùa này nha cả nhà. Thì Phong Lê đi vào buổi sáng cả nhà, cũng còn rất là vắng đó. Phong Lê chuẩn bị tiến vào chánh điện nha cả nhà. Thì chỗ thờ phượng trang nghiêm
Phong Lê cũng quay đại khái cho cả nhà xem, không có chi tiết thì Phong Lê cũng gán quay lại chi tiết nhất có thể đó. Vào ngôi chùa cả nhà thấy cảnh tượng rất là trang nghiêm cả nhà. Phong Lê cúi chào cúi lại Đức Phật. Thì bên đây Phong Lê thấy được cái ngài Tiêu Diêm đại sĩ cả nhà. Để Phong Lê tiến vào tiến lại quay lại ngài Tiêu Diêm đại sĩ cho cả nhà xem nha cả nhà. Đó thì đây đây là bức tượng ngài Tiêu Diêm đại sĩ đó, nhìn ngài rất là trang nghiêm nha cả nhà. Ngài có cầm một cây cờ nha cả nhà, đây là hình tượng của ngài nha cả nhà. Thì hình tượng của ngài thì hết sức là trang nghiêm nha cả nhà. Đó, ngài đứng rất là trang nghiêm. Đó, bên đây cũng có một cái trống này nha cả nhà. Bên bên phải nè, cũng có một cái trống. Thì bên đây cũng có các vị hộ pháp nha cả nhà. Thì đi vô chùa thì có các vị hộ pháp ở chùa. Bên đây có vị hộ pháp đứng nè cả nhà. Thì Phong Lê không biết vị này tên gì nữa, thì nếu mà ở đây ai xem video biết tên của những vị hộ pháp này tên gì thì cho Phong Lê một lượt bình luận ở dưới nha cả nhà. Nó thì Phong Lê quay lại thì cố gắng quay lại cho cả nhà xem chi tiết nha. Nhưng mà ở chỗ này là tâm linh, ở chỗ chánh điện thì mình cũng hạn chế quay phim với chụp hình nha cả nhà. Thì qua bên đây cũng có một ngài đứng chắp tay trước ngực. Thì Phong Lê cũng không biết ngài tên gì, thì nếu mà ở đây ai biết ngài tên gì thì để lại cho Phong Lê một lượt bình luận nha cả nhà. Đó, ngài đứng rất là trang nghiêm, ngài chắp tay ngang ngực, đứng lại rất là trang nghiêm nha cả nhà. Đó, ngài đang nhìn mình mình quay phim, ngài ngài đang nhìn mình đó cả nhà. Bên đây thì có cái chuông, có chuông đồng cả nhà. Đó, có cái chùy, cái dược, cái chài cả nhà. Cái này gõ một cái là giác ngộ luôn nha cả nhà. Có cái chùy kêu là cái gì đó, cái chài đánh đánh chuông cái gì cả nhà. Đó, cái chài đó cả nhà, mày đánh mà gõ một cái bông không là nghĩ rất là lớn nha cả nhà. Thì bên đây là tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nè, đây là tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nha cả nhà. Thì đứng hai bên nó thì có hai vị nữa nha cả nhà, mà Phong Lê không biết hai vị này tên gì. Thì nếu mà cả nhà biết thì cả nhà cho Phong Lê một cái bình luận ở dưới nha cả nhà. Hình mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì quay phía bên đây nữa, phía bên đây nữa là này kêu là gì Phong Lê cũng không biết luôn. Thấy đẹp quá thì Phong Lê quay lại cho cả nhà xem. Đó, đây cái tháp nè, tháp đó cả nhà ơi. Cái tháp này tháp tên gì Phong Lê không biết nữa, cả nhà biết thì để lại cho Phong Lê một lượt bình luận ở dưới nha. Đó, đây là cái chuông. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà tại video tiếp theo. Chúc cả nhà buổi sáng thân tâm thường an lạc. Bye bye, Phong Lê đi chạy xe đây, bye bye.